lưỡi gamma bạc gì thêm nha anh em. Thì cũng xin lưu ý với anh em mình, hiện tại cái dòng lưỡi gamma bạc trên thị trường á rất là nhiều loại nha anh em, không phải một loại đâu, nhưng mà hàng bên em bán á, là hàng chuẩn nha, hàng chuẩn từ công ty, từ nhà máy luôn. Còn em thấy trên mạng bây giờ nó lộn xộn quá anh em, thì anh em nên cân nhắc nha. Tại vì nếu mà anh em mua phải những cái hàng nó không uy tín á, là kiểu như nó không phải là gamma bạc nhưng mà vẫn đặt tên là gamma bạc, thì anh em về chơi á thì anh em sẽ chán lắm. Nói chung là cái mũi nó yếu nè, rồi cái thân nó dễ bị gỉ sét nữa. Còn riêng cái dòng gamma bạc mà chuẩn công ty á như thế này nè, thì anh em chơi á cái mũi này rất là bén nha anh em, mũi này rất là bén, và anh em chơi á lâu lắm nó mới sét, hoặc là anh em không biết cách bảo quản nó mới bị sét. Còn bình thường anh em mà mua trúng những loại gamma bạc mà không đúng á thì quýnh một hai nước là cái mũi này nó quẹo liền, hoặc là quýnh một hai nước là về nó sét liền đó. Thì em chỉ lưu ý nhẹ nhẹ thôi, anh em nên lựa đúng cái chỗ bán gamma bạc mà chuẩn anh em mua nha. Tại vì cũng bán là gamma bạc nhưng mà có nhiều anh em mua chỗ em về câu nó bình thường à, còn có nhiều anh em mua chỗ khác á về nó bị sét, bị gãy mũi thì anh em lại đánh giá cái lưỡi này không tốt. Nhưng thực chất á, anh em mà mua đúng lưỡi nha, em nói là cái này là mua đúng lưỡi gamma bạc thì rất là ok cả nhà, lưỡi bén, sắc bén đó, cái mũi nó cứng luôn, cứng cáp. Với lại anh em chơi lâu ngày á, ví dụ lâu lắm nó mới sét, hoặc là anh em chơi mà không bảo quản không đúng cách á thì nó mới sét nha, còn bình thường thì không có đâu nó. Nên anh em khi mà mua loại lưỡi này á thì lưu ý giùm em cái chỗ đó nha cả nhà. Một bịch á, hiện tại một bịch gamma bạc là 100 cái, nó có size 20, 21, 22 và 19. Thì cái size 19 á nó bằng lưỡi BKK số 2, size 20 á nó bằng lưỡi BKK số 3, và size 21 á thì nó sẽ bằng lưỡi BKK số 4. Giá thì 19, 20 là 150, còn size 21 là 160 nha anh em. Còn còn vấn đề mà hàng xịn hay không xịn thì anh em nên lựa những cái chỗ bán chính hãng của gamma bạc, hay là những chỗ uy tín anh em mua nha.